Xin chào các bạn, trên tay của mình đây là chiếc máy ảnh Sony ZV1 đời 2 hay là Sony ZV1 Mark 2 Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết cái cách cài đặt chế độ quay video và chế độ chụp ảnh Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Đây là chiếc máy ảnh Sony ZV1 M2 Tiếng Anh là zv 1 em 2 Cái này M2 tức là đời 2 Thế còn đời một thì nó ra đời trước đó rồi Chiếc máy ảnh này xuất hiện trên thị trường khoảng tháng 5 năm 2023 Giá là 23 triệu Một số cái phụ kiện tặng kèm chiếc máy ảnh này Đầu tiên đây là chiếc bán tay cầm với bộ điều khiển từ xa không dây mã của nó là 2BT đây là hình ảnh chiếc bán tay cầm đây là chiếc thẻ nhớ Soli 64 g một cục pin NB BX1 chúng ta sẽ đến các bộ phận và các nút chức năng đây là hình vẽ của các bộ phận và các nút chức năng thì đầu tiên đây là số 1, đây là nút bật tắt nguồn. Các bạn vừa nhìn trên hình vẽ đây là vừa nhìn hình ảnh, đây là hình ảnh thực tế ở trên máy ảnh. Cái con trỏ chuột của mình đây thì nó có cái vòng tròn màu xanh. Thì các bạn nhìn theo cái vòng tròn màu xanh này cho nó dễ quan sát. Đầu tiên số 1, đây là nút bật tắt nguồn, đây là hình ảnh thực tế ở trên máy ảnh. Nút bật tắt nguồn này thì nó có ghi chữ là on off ở trên đây. 2. Hai. Hai ở đây là cái đèn nguồn sạc pin, nó là một cái đèn nằm ở, ở giữa của cái nút nguồn đây. Tiếp theo ba. Ba ở đây là cái nút mà nó có ba chức năng thích hợp ở trong này, bao gồm nút chụp ảnh, quay video và nút SQ. S và Q đây là quay, chuyển động, chậm, chuyển động nhanh Trong tiếng Anh thì S ở đây là slow và Q đây là quick Tức là nhanh, slow là chậm 4 Tiếp theo 4 ở đây là nút quay video Trên máy ảnh này, nút quay video nó có cái vòng tròn màu đỏ ở đây 5 5 ở đây là nút C1, là nút tùy chỉnh C1 À, đồng thời là nút làm mờ uh, hậu cảnh đây là hình ảnh uh, ở trên uh, máy ảnh đây tức là gì khi ta đang uh, quay video thì uh, khi ta bấm cái nút uh, C1 đây thì uh, nó sẽ làm mờ uh, cái cái phần ở phía sau uh, đối tượng đi tức là làm mờ uh, cái cái cảnh ở đằng sau đối tượng đang quay tiếp theo 6 6 ở đây là nút uh, chụp ảnh đây là nút chụp ảnh mà ở trên đây nó có cái cần gạt đây Nút chụp ảnh. Bảy. Bảy ở đây là cái cần gạt. Tức là khi ta chụp ảnh, quay video hoặc là khi xem lại ảnh hay video. Thì cái cần gạt này giúp ta phóng to và thu nhỏ cái màn hình lên. Tiếp theo, tám. 8 ở đây là cái đèn hẹn giờ hay là đèn quay video đây hình ảnh ở trên máy ảnh đây này khi ta bấm nút quay video thì cái đèn màu đỏ này nó sáng lên Chúng ta biết là ta đang quay video 9 cái 9 bạn nhìn trên hình vẽ đây là nó có những cái chấm 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 đây thì nó là cái mic thu âm mà được tích hợp sẵn trên máy ảnh 10 10 ở đây là cái nơi mà để gắn cái mic thu âm rời Ví dụ như là cái cục thu của cái mic rốt wireless 2 sẽ sẽ được gắn vào đây 11, 11 đây là cái ống kính 12 đây, 12 đây là cái loa tiếp theo 13 như các bạn nhìn thấy đây Các bạn nhìn theo cái vòng tròn xanh xanh của con trỏ chuột này của mình nhé 13 đây là màn hình led màn hình led này thì nó là màn hình có cảm ứng tức là ta dùng tay ra ta bấm các nút như là ta cảm ứng trên điện thoại ấy. cái màn hình đây thì có thể mở xòe sang bên cạnh này được này 14 14 ở đây là cái rắc cắm cái dây 3.5 mm tức là ví dụ bạn có cái mic rốt quay led câu 2 thì nó sẽ bán kèm theo một cái sợi dây là 3.5 mm các bạn sẽ cắm một đầu cái sợi dây đấy vào cái chân ba trăm đỏ, đỏ đây rồi một đầu còn lại các bạn sẽ cắm vào cục thu của cái mic đó để chúng ta thu âm tiếp theo là mười lăm là cái chỗ để mà cắm cái cáp usb c tức là khi bạn có cái cắm cáp usb c thì một đầu bạn sẽ cắm vào cái 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 chân mười lăm đây còn một đầu còn lại các bạn sẽ cắm vào máy tính để kết nối với máy ảnh máy tính để các bạn copy cái video hoặc là cái hình ảnh đấy vào trong uh, máy tính 16 đây là cái chân cắm uh, HDMI đây 17 đây là cái uh, anten mà wifi và bluetooth nó tích hợp sẵn tiếp theo là 18 18 đây đây là hình ảnh uh, thực tế nó là cái nút uh, FN đây thì nó là cái nút chức năng để ta đưa những cái mục cài đặt quan trọng vào cái nút chức năng đây để chúng ta truy cập vào đây để cài đặt các thông số cho máy ảnh nhanh hơn. Đồng thời cái nút chức năng này thì là nút gửi tới điện thoại thông minh. Tiếp theo 19 là nút menu. 20 ở đây là cái bánh xe điều khiển giúp ta di chuyển các mục trong cái lúc cài đặt. Hoặc là ta bấm trên, dưới, sang phải, sang trái để ta di chuyển trong cái nút cài đặt. 21. Ở đây là nút Enter, tức là sau khi ta đã di chuyển đến mục cần cài đặt, ta bấm cái nút này để ta xác nhận hoặc là nút OK. 22. Ở đây là nút xem lại ảnh chụp video. 23. Ở đây là có hai nút. Đầu tiên là cái biểu tượng như thùng rác, đây là nút xóa, tức là delete. Ảnh hoặc là video Hoặc đây nó cũng có thể là cái biểu tượng đây là nút uh, Product showcase set Khi cái nút này mà chúng ta bật on lên tức là gì? Khi ta quay video thì Ta đang nói như thế này ta đưa một cái vật ra trước ống kính Thì uh, nó sẽ lấy lét cho cái vật đó và làm uh, cái phần đằng sau đi Tiếp theo mục 24 ở đây Là cái chỗ móc gắn dây đeo 25, đây là khe để lắp pin 26, ở đây là cần khóa pin 27, ở đây là đèn trị mươi 28, ở đây là khe cắm thẻ nhớ 29, ở đây là nắp đậy khe cắm pin và thẻ nhớ Trong quá trình mình chia sẻ với các bạn ở đây thì đôi khi các bạn thấy mình nói nhanh nè các bạn có thể tạm dừng video lại để các bạn theo dõi sau đó các bạn này bấm play để xem tiếp video nhé. Đây 29 ở đây là cái nắp đậy khe khai, khai cắm pin thẻ nhớ. 30 ở đây là cái lỗ để gắn chân máy ảnh hoặc là bắn tay cầm. Ở đây cái lỗ này thì ở trên cái bắn tay cầm đây nó có cái ốc vít đây thì các bạn sẽ lắp cái này vào trong cái lỗ số 30 đây. Hoặc là ở trên cái chân máy ảnh đây nó cũng có cái vít giống như cái bán tay cầm đây. Thì là sẽ các bạn sẽ gắn cái ốc đây vào cái cái, cái, cái bàn lỗ số 30 đây để, để cố định máy ảnh này vào cái bán tay cầm hoặc là cái chân máy ảnh. Tiếp theo là mình chia chia sẻ với các bạn là cách nắp pin về thẻ nhớ vào máy ảnh như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là ở bên trái đây là cái ghi chữ lock này bên phải là open thì các bạn lấy tay các bạn trượt về bên tay phải là nút open đây để các bạn mở cái lắp này ra ở đây các bạn thấy là cái mình có ghi số 1 ở đây thì là cái lời để lắp thẻ nhớ còn cái số số 2 đây là để lắp pin thế thì cách lắp thẻ nhớ như thế nào các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đây là cái chỗ biểu tượng thẻ nhớ đây các bạn nhìn theo cái vòng trò chuột xanh xanh của mình nhé. cái chỗ thẻ nhớ đây là nó có cái vát về bên này thì ở đây trên thẻ nhớ đây nó cũng có cái vát đây thì các bạn lắp theo cái đúng cái chiều vát đây xong các bạn ấn cái thẻ nhớ này vào khi nghe cái tiếng cạch một cái thì là chúng ta đã lắp thẻ nhớ vào được rồi tiếp theo là để lắp pin lắp pin thì như các bạn nhìn thấy ở đây cái biểu tượng bên tay phải đây nó có cái nút màu trắng mũi tên này thì ở trên viên pin đây nó cũng có cái màu trắng ở đây có mũi tên đỏ này thì các bạn sẽ nắp cái chỗ màu trắng của viên pin này vào cái chỗ biểu tượng màu trắng đây sau đó các bạn cũng ấn viên pin xuống thì nghe thấy tiếng cạch và cái chốt màu xanh đây nó khóa lại thì là chúng ta đã nắp được pin rồi trước khi chúng ta xem Cách cài đặt cho việc quay video hay là chụp ảnh thì ở dưới video các bạn nhìn thấy là có cái nền màu đen và có chữ đăng ký màu trắng thì các bạn nhấn đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi sau khi các bạn nhấn nút đăng ký kênh thì chúng ta sẽ đi vào cách cài đặt set up các thông số cho máy ảnh. Đầu tiên là ta sẽ cài đặt cho chế độ quay video trước thì trước tiên là chúng ta sẽ cài đặt để chúng ta đưa các cái mục quan trọng vào trong cái nút chức năng FL để chúng ta có thể truy cập vào cái nút chức năng FL này để cài các thông số để cho nó nhanh ở trên cái máy ảnh thì chúng ta sẽ thấy một cái vòng tròn bánh xe ở đây như mình có ghi các 1, 2, 3, 4 ở cái bánh xe tròn này thì các cái nút 1, 2, 3, 4 này trong lúc cài đặt sẽ giúp chúng ta di chuyển lên này, di chuyển xuống sang phải sang trái trong lúc cài đặt. Còn cái nút số 5 đây là ở giữa giữa đây, ta gọi là nút Enter tức là khi ta đã di dùng các nút sang phải sang trái này ta di chuyển đến cái mục cài đặt rồi thì để mà chọn nó thì chúng ta bấm cái nút giữa này để để chúng ta chọn. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái nút nguồn của máy ảnh để mở máy ảnh lên đây màn hình máy ảnh sau khi mở lên các bạn nhìn thấy trên màn hình đây thì các bạn sẽ bấm vào cái mục số 1 tức là cái nút mà có ba chế độ ở đây để chúng ta chọn chế độ quay video đây các bạn nhìn thấy các bạn bấm cái nút số 1 đây làm sao mà để nó ra cái biểu tượng của cái 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 máy quay ở đây rồi tiếp theo các bạn sẽ bấm nút uh, uh, menu này. Rồi nó ra cái màn hình này các bạn sẽ bấm vào mục số 2 đây. Các bạn nhìn ở trên chữ đây là nó có ra chỗ setup này, các bạn bấm vào mục số 2. Sau đó là các bạn uh, ở trên cái bánh xe đấy các bạn bấm sang phải để các, các bạn chọn mục số 3 này. Tiếp theo là bấm uh, nút sang phải ở bánh xe để chọn mục số 4 tức là fn menu setting đây sau đó các bạn di chuyển sang phải để các bạn để cho cái mục là fn menu setting thì nó sáng như mục số 5 đây sau đó các bạn bấm nút tròn ở giữa tức là nút enter đây để cài đặt tiếp đây sau khi các bạn bấm enter nó sẽ ra cái bảng như thế này thì ở một phía trên mà có cái máy ảnh đây thì là để cài các cái mục vào cái phần chụp ảnh thì cái phần này thì mình sẽ nói ở phần ngay bên dưới đây đây chúng ta quan tâm ở trong cái khung màu đỏ đây là cái mục mà có cái máy quay đây là để cài các cái mục cho cái phần quay video đây thì đầu tiên như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là đây là mình đã đưa các nút chức năng vào trong cái mục này rồi thì ở trên màn hình máy ảnh của các bạn thì các nút này nó có thể là sẽ khác với so với mình ở đây nhưng mà bây giờ các bạn sẽ làm theo mình để chúng ta đưa các cái biểu tượng vào trong các nút chức năng y như của mình đây để chúng ta cài các thông số ở đây cho nhanh nhanh sau khi các bạn đã làm quen như mình chia sẻ đây rồi thì các bạn có thể thấy các cái mục nào nó quan trọng hơn với các bạn thì các bạn có thể cài lại ở trong cái mục này đây các bạn sẽ di chuyển xuống để làm sao cái nút mốt này nó nút đầu tiên đây nó sẽ màu cam như thế này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn đưa các cái mục theo thứ tự là từ trái sang phải. Sau đó xuống bên dưới đây thì cũng từ trái sang phải. Sau khi chúng ta cài cái nút mốt này xong thì chúng ta sẽ bấm nút sang phải để chúng ta cài lần lượt các cái nút ở trên đây. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển đến nút mốt này cho nó lên màu cam nó sáng lên như thế này. Sau đó chúng ta vào cái bấm cái nút tròn ở giữa để chúng ta vào cài đặt. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào mục số 3 đây. Là có cái máy quay đây. Sau đó chúng ta di chuyển sang phải vào cái mục 2 là shooting mode đây. Tiếp theo là di chuyển sang phải chúng ta chọn cái mục shoot mode đây sau đó là bấm 6 là chọn để chúng ta đưa cái nút sốt mót này vào trong cái mục chức năng fn đó thì ở đây thì các bạn cứ làm giống như mình chia sẻ để chúng ta đưa được các cái nút chức năng quan trọng vào trong cái nút fn ở đây còn các cái nút chức năng này thì được cài đặt như thế nào và nó dùng để làm gì thì mình sẽ nói ở ngay bên dưới đây tiếp theo sau khi ta đã đưa cái nút Mode vào cái nút chức năng FN thì các bạn bấm ở cái bánh xe tròn các bạn bấm nút sang phải để chúng ta sẽ đưa cái biểu tượng loa tức là mục audio red level này vào trong cái nút chức năng FN thì đầu tiên là các bạn bấm nút sang phải để chọn 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 cái nút bên cạnh nút Mode đấy sau đó ta bấm mục số 2 đây Tiếp theo là chọn cái mục số 3 là có cái máy quay video. Tiếp theo là xuống mục số 4, audio recording. Tiếp theo bấm sang phải để chọn cái mục số 5 đây là audio red never. Sau khi đã chọn được rồi thì ta bấm nút mục số 6 giữa đây để chúng ta enter. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm sang phải để chúng ta đưa cái mục có cái bàn tay đây tức là city sút đây vào trong nút fn một là sang phải đây hai là ta bấm nút giữa ba là chúng ta sẽ di chuyển đến cái biểu tượng có cái máy quay tiếp theo là xuống mục số 5 rồi sang cái mục số 4 Tiếp theo là sang uh, STI sút đây Rồi uh, bấm uh, nút số 6 đây để chọn Tiếp theo là ta sẽ cài Mục uh, uh, ISO Bấm uh, nút uh, giữa mục số 2 đây để uh, Chọn Tiếp theo mục uh, số 3 Các bạn uh, chuyển sang cái Mục uh, uh, số 4 đây Xposure đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là ISO ở mục số 5 đây rồi tiếp theo bấm nút tròn ở giữa để mà xác nhận. Tiếp theo là đưa nút focus ở đây. Nên là focus mode. Ai nút tròn ở giữa ba, bốn ở đây là AF và MF. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang phải để chọn nút uh, focus mode. Rồi lại bấm nút tròn ở giữa để chọn. Tiếp theo là đưa cái um, mục là shop skin effect là có cái khuôn mặt đây vào. ta bấm nút tròn ở giữa mục số 2. Mục uh, số 3. Đây di chuyển sang uh, color và tone tiếp theo là chọn soft screen effect rồi lại bấm nút chọn ở giữa để xác nhận tiếp theo là mục wb tức là y ba lần bấm nút chọn ở giữa để truy cập và cài đặt tiếp theo là mục số 3. các bạn nhìn theo cái vòng tròn con chó chuột xanh xanh của mình cho nó dễ theo dõi nhé Tiếp theo là ta sẽ sang phải vào mục Y lần ở đây. Rồi mục số 5 ở đây là chọn Y lần Sau đó bấm nút uh, giữa đây để xác nhận. Tiếp theo là đưa cái biểu tượng uh, chiếc uh, micro đây, tức là một uh, Microphone Directivity. Bấm uh, nút chọn giữa mục số 2 để xác nhận. Ta truy cập vào mục số 3 là con máy quay ở đây. Tiếp theo là 4 audio recording Sau đó sang phải để chọn microphone directivity Sau đó lại bấm nút tròn ở giữa Mục số 6 này để chọn Tiếp theo là ender filter Bấm nút tròn giữa Mục số 3 sang mục số 4 là x bấm sang phải để chọn Ender filter sau này bấm ở tiếp theo lại bấm nút tròn ở giữa một số 6 để chọn tiếp theo là zoom speed bấm nút giữa chọn vào cái biểu tượng máy quay xuống cái phần zoom đây sau đó sang phải để chọn zoom speed chọn xong rồi thì ta lại bấm nút tròn ở giữa một số 6 đây để ta chọn tiếp theo là focus area bấm nút chọn giữa để vào cài đặt di chuyển xuống mục số 3 sang phải mục focus area sau đó là sang phải để chọn focus area đây chọn xong rồi ta sẽ bấm cái nút chọn ở giữa để chúng ta chọn tiếp theo là sẽ đưa mục wind noise để đắt đây vào trong cái nút chân long fn bấm nút tròn giữa mục số 3 chọn đến cái máy quay di chuyển xuống phần audio thì đinh sau đó là sang phải chúng ta chọn cái mục là win noise để đắt đây chọn xong rồi thì chúng ta sẽ bấm nút giữa mục số 6 đây để chúng ta chọn trên đây là chúng ta đã đưa được các cái mục vào trong các nút chức năng Fn sau khi đưa vào xong thì chúng ta sẽ bấm một lần cái nút menu này để quay lại tiếp theo chúng ta bấm một lần nữa để chúng ta quay trở về cái màn hình mà có cái 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 nút uh, quay video ở đây để chúng ta sẽ cài các thông số Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài các thông số cho chế độ quay video. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm trên máy ảnh các bạn bấm nút FN. Sau khi bấm nút FN nó sẽ ra cái màn hình đây. Đây là các nút các, các, các bạn nhìn theo cái con chỏ màu xanh của mình nhé. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là đây là các cái mục mà vừa rồi mình đã đưa các cái mục này vào trong nút chất lăng n bây giờ ta chỉ cần bấm nút fn để nó hiện ra để chúng ta cài cho lên nhanh thì chúng ta sẽ lần lượt cài đây chúng ta sẽ gì bấm cái nút sang phải ở cái bánh xe cho nó sáng màu cam ở các nút này lên rồi chúng ta sẽ tiến hành cài chúng ta sẽ tiến hành cài theo thứ tự là từ trái sang phải sau đó xuống bên dưới đây chúng ta lại cũng cài từ trái sang bên phải Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm nút sang phải ở cái bánh xe để cho cái mục đầu tiên Đây Nó lên màu cam lên, đây là cái um, Chữ mà để miêu tả cho cái uh, nút chức năng ở đây Thì cái uh, nút một cái chữ S đây nó là sút mốt này Sau khi đã có màu cam chúng ta Di chuyển mà nó có màu cam đi rồi thì các bạn sẽ bấm nút tròn ở giữa mục số 3 đây Để chúng ta vào cài đặt Ở phần này các bạn di chuyển xuống dưới và các bạn chọn Uh, chữ S đây nhé. Sau đó các bạn bấm nút tròn uh, giữa để xác nhận. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm lại vào nút Fn. Chúng ta bấm uh, nút sang phải ở cái bánh xe để chúng ta di chuyển sang cái biểu tượng cái loa đây. Tức là Audio Red Never đây. Sau đó chúng ta bấm uh, nút tròn ở giữa để chúng ta xác nhận thì sau khi bấm mục số 3 nó chọn ở giữa đây nó sẽ ra cái màn hình là audio red level như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Thì chúng ta sẽ cài cái mục này trong trường hợp là chúng ta dùng cái mic mà tích hợp sẵn ở trên máy ảnh để chúng ta thu âm. Thế còn nếu như mà chúng ta dùng cái mic rời ví dụ mic Rode câu 2 thì cái cách cài đặt nó sẽ khác. Thì ở trong cái kênh của mình thì mình có làm cái video về cách cài đặt cái mic rốt Wireless Go 2 này rồi thì các bạn nếu mà các bạn dùng mic rời là Rode Wireless Go 2 thì bạn sẽ xem cái video mình đã đăng ở trên cái kênh này rồi thì mình sẽ hướng ở đó mình sẽ hướng dẫn là cách cách là, là kết nối và cài đặt cái mục audio receiver này với cái mic rốt Wireless Go 2 này. Đây các bạn nhìn lại vào trong cái, cái màn hình audio này vào đây. Thì ở trên máy ảnh thì ở cái thanh mà có dấu trừ và dấu cộng đây. Thì các bạn ở trên cái bánh xe ở trên máy ảnh thì các bạn sẽ bấm nút uh, sang phải để mà tăng cái số này lên. Tức là tăng âm lên. Còn nút bên trái đây để giảm âm. Khi các bạn à, chọn mục ở đây thì các bạn để ý là có cái mục là CH1 CH2 tức là cái dòng âm thanh đây thì các bạn nói vào mic Thì làm sao mà để cái dòng âm thanh này nó chạy tới là gần trừ 3 decibel ở đây Thì là cái video mình quay ra nó sẽ không bị vỡ tiếng Đấy các bạn có thể tăng giảm ở cái mục đây Thông thường thì với cái mic mà tích hợp sẵn trên máy ảnh này thì các bạn có thể là để từ 20 đến 25 thôi nếu các bạn để tối đa thì khi quay video thì nó sẽ video quay xong ra thì cái tiếng của nó nó sẽ bị vỡ. Còn khi các bạn để 20 25 thì quay video ra thì có thể tiếng nó nhỏ thì các bạn có thể chỉnh cái âm thanh tăng lên này tức là ở trong cái phần hậu kỳ đấy là các bạn có thể tăng âm lên ở trong cái phần mềm như là uh, Adobe uh, Premiere CC đấy tiếp theo các bạn bấm uh, nút Fn các bạn uh, bấm nút sang phải ở cái bánh xe để chọn vào cái biểu tượng uh, cái bàn tay đây tức là mục uh, StiSuit tức là chụp dung cho máy ảnh khi ta quay video sau khi di chuyển sang cái bàn tay thì uh, chúng ta sẽ bấm nút tròn ở giữa để chúng ta uh, gọi là nút Enter để chúng ta vào cái màn hình StiSuit đây thì ở đây nó có hai cái mục là hoặc là chúng ta bật on lên thì khi chúng ta cầm máy ảnh trên tay thì chúng ta sẽ bật on lên để chống dung cho video khi ta bật on lên thì lúc này cái đối tượng ở trong khung hình nó sẽ gần màn hình hơn và ta không lấy được cái khung hình rộng còn khi đã gắn máy ảnh vào cái chân máy cố định thì lúc này thì cái mẹ ảnh nó sẽ không bị rung nữa thì ta lên để nó là ọt Thì lúc này để ọt thì chúng ta sẽ quay video chúng ta lấy được cái khung hình rộng hơn Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ bấm nút giữa ở cái bánh xe này để, để chúng ta chọn Tiếp theo các bạn lại bấm Fn Chuyển sang để cài ISO Auto sau khi chuyển sang ISO auto thì các bạn bấm nút tròn ở giữa để chúng ta vào được cái màn hình cài đặt ở trên cái màn hình đây chúng ta sẽ nhìn chúng ta sẽ chọn ISO auto chúng ta sẽ cài để có là cái ISO này là 100 ở bên trái đây là 125 còn ở bên phải là 3200 ở một bên phải nếu mà chúng ta chúng ta để 3200 và nếu mà để 6 ngàn tư thì khi quay video ra nó sẽ bị nhiễu và lát. Khi mà hiện ra cái bảng bên trái đây. Thì chúng ta sẽ bấm uh, nút sang phải ở cái bánh xe tròn. Để cái mục uh, ISO 120, 125 đây như ở bên uh, cái hình bên phải đây. Nó sẽ có liền màu con. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái nút uh, lên hoặc là nút xuống ở cái bánh xe tròn để chúng ta giảm số hoặc là tăng số Sau khi chúng ta đã chỉnh xong cái ISO 125 Thì chúng ta sẽ năm đây chúng ta sẽ bấm nút sang phải ở cái bánh xe tròn để chúng ta cài ISO 3200 Đây ISO 3200 nó, nó sang lên màu cam đây Chúng ta sẽ bấm nút lên ở cái bánh xe tròn để mà giảm số Còn nút xuống để tăng số Sau khi chúng ta đã chọn xong thì chúng ta bấm Enter để lưu cài đặt lại Enter đấy là cái nút tròn ở trên cái bánh xe tròn ấy. Rồi sau khi chúng ta đã bấm Enter để lưu cài đặt lại Thì để cài cho các chức năng tiếp theo thì chúng ta lại bấm nút FN Ở trên máy ảnh để chúng ta chọn và cài đặt các mục tiếp theo Tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái mục AFC đây, tức là Focus Mode. Ở cái mục này thì chúng ta sẽ chọn Continue AF, tức là lấy nét liên tục. Sau khi chọn xong thì chúng ta bấm nút Enter, tức là nút tròn giữa ở trong cái bánh xe đây để chúng ta lưu cài đặt lại. Tiếp theo di chuyển sang cái mục mà có cái mặt đây chúng ta sẽ cài cho soft skin effect chức năng này là giúp chúng ta là làm mịn da mặt khi quay video khi mà chọn cái mặt này rồi và chúng ta bấm nút tròn ở giữa bánh xe để vào cái màn hình này thì chúng trên màn hình này chúng ta sẽ thấy có ba mục tức là mục um, lâu ở đây tức là làm mịn da mặt ít mid ở đây là làm mịn da mặt uh, trung bình tầm trung còn khi ta, chúng ta chọn hai thì tức là ta làm mịn ra mặt nhiều thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn lâu chọn mít hoặc là chọn hai ở đây tiếp theo là chúng ta sẽ cài cho mục white balance tức là cân bằng sẵn cái mục này thì chúng ta để là auto tiếp theo là cài cho mục microphone directivity tức là định hướng micro ở cái mục này thì chúng ta chọn là Audi chọn chọn là Auto cái mục này thì giúp chúng ta là có thể chọn là thu âm ở phía trước thu âm ở phía sau thu âm ở bên trái ở bên phải hay là thu âm đều xung quanh tiếp theo là cái cho under filter tức là cân bằng sáng tối cho cảnh năng quay khi ta quay video thì nếu mà cái khung cảnh mà nó sáng quá hoặc là ánh nắng nó chiếu thì chúng ta bật on cái mục mà filter này lên để giúp chúng ta cân bằng cho cái cảnh chúng ta đang quay tiếp theo là cài zoom speed ở mục zoom speed này thì các bạn chọn là lâu mode nhé tức là cái này là cái tốc độ mà phóng to thu nhỏ khi ta quay video thì chọn là lâu mode là bình thường rồi ta sẽ cài cho um, Focus Area ở mục này thì ta sẽ chọn là uh, Wide tức là khi quay video ta sẽ lấy nét cho toàn khung hình với việc uh, lấy nét toàn khung hình thì uh, sẽ giúp cho cái video nó nó khó bị trượt nét tiếp theo là cài uh, Window Redux khi ta bật cái mục uh, này lên là uh, on thì sẽ giúp video quay ra nó sẽ giảm được cái tiếng gió ồn khi chúng ta quay video đấy sau khi chúng ta chọn xong rồi thì chúng ta bấm nút enter tức là nút tròn giữa cái bánh xe đây để chúng ta lưu cài đặt lại như vậy phần trên đây là chúng ta đã cài xong cho các mục trong nút chức năng fn bây giờ chúng ta sẽ cài thêm vài cái thông số quan trọng nữa cho cái việc quay video mà nó chưa có trong cái FN như là số khung hình trên dây, phim rate hay là độ phân giải video đầu tiên trên máy ảnh các bạn sẽ bấm vào menu sau đó mục số 2 các bạn vào một truy cập vào mục số 2 nó sẽ hiện theo chữ main này đây các bạn bấm nút sang phải để các bạn truy cập vào mục bên 1. Tiếp theo là bấm nút sang phải để sang cái ô đầu tiên này để cài đặt. Đấy, sau khi chúng ta bấm sang phải ở cái mục số 4 đây thì cái mục này sẽ có nền màu cam lên. Cái mục này khi màu cam thì nó sẽ hiện ra cái chữ ở đằng trên đây, tức là mục frame rate. Chúng ta sẽ cài cho các mục frame rate rồi những cái mục như HD rồi 50M như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ cài cho một frame rate đây. thì chúng ta vào một frame rate này thì nó có 3 lựa chọn là 25p, 50p và 100p. ở đây như vậy là frame rate là gì frame rate hay là FPS tức là frame per second đó là số khung hình trên dây Nếu mà các bạn chỉ quay bình thường để làm vlog thôi Thì các bạn chọn 25p Khi mà chọn 25p thì chúng ta sẽ chọn 50m Thì cái m ở đây là như thế nào thì mình sẽ nói ngay phần dưới đây Đầu tiên đây, nếu các bạn chỉ quay bình thường mà làm vlog thì các bạn chọn 25p Ở mục đây là 50m Nếu mà chúng ta làm slow motion, tức là chuyển động chậm ấy, thì các bạn là chọn là 50p, 50m, đây 50p đây. Hoặc là 100p. 100p thì sẽ kèm theo là 60m, 100m. Tiếp theo là các bạn sẽ di chuyển xuống cái mục mà có chữ HD đây. Để chúng ta cài. Khi truy cập vào mục HD đây thì nó sẽ có hai lựa chọn. Một là chọn HD hoặc là 4K. Ở đây HD 4K nó là độ phân giải của video. Ở đây HD nó là viết tắt của từ là high definition. Với cái độ phân giải tôi yêu là 1280 nhân với 720 pixel. Còn là full HD ở đây là full high definition với cái độ phân giải tôi yêu là 1920 nhân với lại 1080 pixel. Còn 4 000 ở đây là cha HD thì là nó có độ phân giải là 3840 nhân với lại 2160 pixel hoặc là 4096 nhân với 22160 pixel. Trong quá trình video quay video thì các bạn có thể thấy là mình hướng dẫn đôi khi các bạn thấy nó nhanh thì các bạn có thể là tạm dừng video để các bạn theo dõi lại. Sau khi các bạn đã theo dõi được rồi thì các bạn bấm nút like để các bạn theo dõi video tiếp nhé. Ở đây nếu các bạn chọn quay 4 làn thì video nó sẽ đẹp và nét. Thế nhưng mà nếu mà máy tính các bạn không mạnh thì nó sẽ giật và lát. Rồi tiếp theo như ở đây thì các bạn có thể chọn HD hoặc là 4K nếu mà các bạn chọn HD thì ở cái mục frame rate này các bạn sẽ có ba lựa chọn là 25p, 50p và 100p nếu các bạn chọn là 4K thì ở cái mục frame rate này nó chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là 25p tiếp theo là chúng ta di di chuyển xuống mục M ở đây để chúng ta cài thì di khi em chuyển vào mục M ở đây chúng ta chọn là mục M thì nó sẽ hiện ra cái bảng record có setting đây vậy thì m ở đây là gì m ở đây là mbps đó là viết tắt của cụm từ là megabit trên dây tiếng anh là megabit per second phải ở đây thì bit là cái gì bit nó là đơn vị cơ bản của máy quay nó là tổng dữ liệu hình ảnh mà máy quay ghi lại được trong một giây đơn vị có bit là megabit trên dây viết tắt là mbps đây khi chúng ta chọn là chế độ hd thì chúng ta sẽ có ba lựa chọn là 25p 50p và 100p khi chúng ta chọn là 25p thì ở cái mục là m đây tức là Decode setting đây thì nó có hai lựa chọn là 16m và 50m nếu chúng ta chọn là 50p thì nó sẽ có hai lựa chọn là 25M và 50M đây. Nếu chúng ta chọn là 100 b thì nó sẽ cái mục M đây. Nó sẽ có hai lựa chọn là 60M và 100M. Còn nếu chúng ta chọn cái chế độ quay là 4K thì chúng ta chỉ có một lựa chọn là 25 b thì khi chọn 25P này thì ở cái mục M này nó sẽ có hai lựa chọn là 60M và 100M thì nếu chúng ta chỉ quay bình thường làm vlog thôi thì chúng ta sẽ chọn là 25p và 50m còn nếu mà làm slow motion tức là chuyển động chậm ấy, thì chúng ta sẽ chọn là 50p 50m hoặc là 100p thì 100p chúng ta có thể chọn là 60m 100m tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt cái đèn sáng màu đỏ khi chúng ta bấm nút quay video như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là chúng ta cài để làm sao khi chúng ta bấm quay video thì cái đèn màu đỏ đây nó sẽ sáng màu đỏ lên để chúng ta biết là chúng ta đang quay video rồi thì để cài được cái đèn màu đỏ này nó sáng lên thì đầu tiên số 1 chúng ta vào menu sau đó là xuống cái mục số 2 các bạn di chuyển xuống mục số 2 có cái biểu tượng đây thì nó có hiện ra chữ setup đây sau đó các bạn sang phải để chọn setup option sau đấy là sang phải chọn red nam đây thì các bạn bấm vào on đây để các bạn bật cái đèn này nó sáng lên trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn là cách cài đặt cho cái chế độ quay video rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến là cài đặt cho chế độ chụp ảnh thì cũng như quay video chúng ta sẽ cài các cái mục quan trọng vào trong các nút chức năng FN để mà truy cập cài các thông số và cho nó nhanh hơn đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái nút mà có ba cái chiếc lăng là đây như mục số 1 đây để chúng ta để cái màn hình ở trên như chúng ta nhìn trên đây mục số 2 đây nó sẽ ra cái biểu tượng mà chọn chọn ảnh đây để chúng ta cài tiếp theo là chúng ta bấm menu chúng ta vào mục số 2 đây là setup sang phải để vào mục operation custom đây sau đó là sang phải vào cái fn menu setting đây sau đó sang phải để cho cái mục này nó sáng màu cam lên sau đó là bấm nút tròn ở giữa ở trên cái bánh xe đây để chúng ta vào cài đặt đây, sau khi chúng ta bấm nút chọn ở giữa chúng ta sẽ vào các mục có cái biểu tượng máy ảnh đây chúng ta sẽ đưa lần lượt các cái nút năng đây vào trong cái mục FN đây đầu tiên là chúng ta sẽ bấm nút sang phải để cái mục file đầu tiên đây nó sẽ sáng màu cam đây chúng ta sẽ cài đưa các nút vào trong đây từ theo thứ tự là từ trái này sang phải đây sau đó xuống bên dưới này cũng từ trái sang phải sau khi cái nút đầu tiên này đã màu cam chúng ta bấm cái nút tròn ở giữa mục số 2 đây để chúng ta ra cái bảng như thế này chúng ta sẽ vào mục số 3 sau đấy bấm sang phải chọn cái mục email quantity đây sau đó là bấm sang phải jpg quantity sau khi chọn rồi chúng ta sẽ bấm nút giữa mục số 6 này để chúng ta xác nhận lại tiếp theo là chúng ta sẽ đưa nút sút mốt này vào trong mục fn bấm nút chọn giữa sau đó vào mục số 3 bấm sang phải để shooting mode sang phải tiếp chọn shooting mode ở đây Chọn xong ta lại bấm nút uh, chọn giữa để lưu lại. Tiếp theo là đưa file format. Bấm uh, nút chọn giữa để uh, vào cài đặt. Vào mục uh, số 3. Sau đấy là sang phải email quality. Sang phải tiếp để chọn uh, file format. Sau đó bấm nút tròn giữa mục số 6 để lưu cài đặt lại. Tiếp theo là đưa mục uh, Room Speed. Bấm nút tròn giữa. Và mục số 3. Thì các bạn uh, vào mục nào đấy thì ở trên đây nó có cái hiện cái tên của cái mục đấy vào đây này. Tiếp theo sang phải chọn Zoom. Sang phải chọn Zoom Speed. Chọn rồi thì bấm nút uh, giữa để chúng ta lưu cài đặt. Tiếp theo là đưa JPG email sai vào. Bấm nút tròn giữa. Mục số 3. Sang phải. Email quantity sang phải tiếp. Chọn email sai đây. Chọn xong thì bấm nút tròn giữa đây để lưu cài đặt. Tiếp theo là đưa Ender Filter vào bấm nút chọn giữa ta chuyển xuống mục số 3 sang phải exposure đây sang phải tiếp chọn end filter chọn xong thì bấm nút chọn giữa mục số 6 để lưu tiếp theo là ta đưa iso nút chọn giữa mục số 3 sang phải để chọn exposure ở đây. Sang phải để chọn U ISO. Chọn xong thì bấm nút chọn giữa để lưu. Tiếp theo là ta đưa mục white balance vào. Bấm nút chọn giữa Và mục số 3. Sang phải để chọn white balance ở đây. Sang phải tiếp để chọn white balance. Chọn xong ta bấm nút chọn giữa để lưu. Tiếp theo, shop Skin Effect, bấm nút tròn giữa, và mục số 3, di chuyển sang phải để chọn Color Tone, sang phải, chọn shop Skin Effect, chọn xong, bấm nút tròn giữa để lưu. Tiếp theo, Focus Mode, bấm nút tròn giữa, chuyển sang mục số 3 sang phải mục AFMFD sang phải tiếp chọn là focus mode chọn xong bấm nút chọn giữa để lưu tiếp theo ta đưa mục là focus area bấm nút chọn giữa và mục số 3 sang mục số 4 focus area sang phải mục là số 5 chọn là focus area chọn xong ta bấm nút số 6 chọn giữa này để lưu. Tiếp theo là ta đưa Apex Radio, bấm nút chọn giữa, chuyển xuống mục số 3, sang phải mục Email Quality, sang phải tiếp, chọn Apex Radio, chọn xong bấm nút chọn giữa mục số 6 để lưu. Rồi, sau khi đã đưa Ta mục đó vào cái nút chức năng FN rồi Thì ở trên máy ảnh chúng ta sẽ bấm nút menu một lần để quay lại Sau đó lại bấm menu một lần nữa để chúng ta ra được cái màn hình mà có cái Biểu tượng mục số 2 đây như ban đầu biểu tượng máy ảnh đây Để chúng ta sẽ cài các thông số Rồi chúng ta sẽ tiến hành cài các thông số cho chế độ chụp ảnh Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm nút FN nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này chúng ta sẽ dùng cái bánh xe lút sang phải sang trái để chúng ta di chuyển để chúng ta cài đặt khi di chuyển lên đâu đấy thì cái nút cần cài đặt nó sẽ có màu cam lên như thế này lần lượt chúng ta sẽ cài theo thứ tự là từ trái sang phải sau đó ở bên dưới đây thì ta cũng cài từ trái sang phải Đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển để chúng ta cái mục X-file nó sẽ màu cam lên Rồi chúng ta bấm vào nút tròn giữa Để chúng ta vào cài đặt Trong cái mục này thì các bạn Chọn X-file đây Sau đó các bạn chọn là X X-file X-file ở đây là Giúp chất lượng ảnh chụp ra tốt Sau khi chọn X-file rồi thì Bấm nút chọn giữa để lưu. Tiếp theo để cài cho các mục khác thì chúng ta sẽ bấm FN. Sau đó là bấm nút sang phải ở trên bánh xe để di chuyển sang cái mục suit mode đây. Và mục suit mode thì chúng ta sẽ chọn là P. Chọn P rồi thì chúng ta ở trên màn ảnh chúng ta sẽ bấm nút tròn ở giữa ở cái bánh xe đây để chúng ta lưu hoặc là cái màn hình của cái máy ảnh đây thì nó có cảm ứng thì các bạn có thể bấm nút OK ở trên đây để các bạn lưu lại. Tiếp theo là các bạn bấm FN để cài cho phần rau đây, tức là file format. Sau khi chọn nó sẽ ra cái màn hình như thế này thì các bạn chọn rau nhé. Nếu mà muốn sửa ảnh nâng cao thì ta lên chọn là đâu. Chọn xong thì bấm nút là chọn là giữa để lưu Tiếp theo là chúng ta cài cho một uh, Room Speed Ở mục này thì ta chọn là Low Merge Ở mục uh, GPG Image Size đây chúng ta sẽ chọn là uh, 18M Tức là dung lượng là 18M Mục uh, ND Filter cân bằng sáng tối thì cũng như ở chế độ quay video thì khi chúng ta chụp ảnh ở cái môi trường mà nó nhiều ánh sáng hoặc là ánh sáng nó chói đấy thì chúng ta bật cái ND filter này on lên để nó giúp cân bằng sáng tối cho ảnh chụp tiếp theo là ISO auto thì chúng ta sẽ để là auto nhé một quay ba lần đây chúng ta để là auto một uh, AFC đây tức là focus mode thì chúng ta chọn là continue AF tức là lấy nét liên tục rồi focus ở đây thì chúng ta chọn là Y tức là giúp cho cái 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 khung hình mà chúng ta chụp uh, ảnh ở đây nó sẽ uh, lấy nét mà nó khó bị chuyển nét mà nó, nó lấy nét toàn khung hình ở cái mục uh, 10 uh, ở cái mục APEX RADIO đây, tức là tỷ lệ không hình Thì nếu như các bạn chụp phong cảnh toàn cảnh Thì các bạn chọn là 16.9 Còn nếu như mà ảnh thông thường thì chúng ta chọn ba 32 Hoặc là 43 Còn nếu mà chúng ta tải ảnh lên Instagram thì chúng ta chọn là 11 Phần trên đây là ta đã cài xong cho các mục trong FN Bây giờ chúng ta sẽ cài thêm cái thông số quan trọng nữa cho cái biểu tượng ảnh mà nó chưa có trong cái mục FN đó Thì chúng ta sẽ cài đó là chọn màu srgb Trên máy ảnh chúng ta sẽ bấm menu Xuống mục số 2 là shooting đây Sang phải để chọn image quality Chúng ta sang phải tiếp để chúng ta chọn Color Space đây Sau khi chọn mục số 4 này thì nó sẽ ra cái bảng Color Space đây Thì chúng ta sẽ chọn hệ màu là srgb Trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn là cách Cài đặt các thông số cho chế độ quay video và chế độ chụp ảnh rồi tiếp theo là chúng ta sẽ định dạng thẻ nhớ trên máy ảnh trước khi dùng thì khi sử dụng thẻ nhớ với máy ảnh lần đầu tiên thì bạn nên định dạng thẻ nhớ trên máy ảnh để thẻ nhớ nó hoạt động ổn định hơn trên máy ảnh chúng ta đang ở chế độ chụp ảnh là cái biểu tượng như thế này thì chúng ta sẽ vào menu sau đấy là xuống mục số 2 là xuất tinh đây sang phải để chọn media sau đó sang phải để chọn format khi ta chọn format thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này đây là quick format đây là nó sẽ nói là tất cả các dữ liệu sẽ bị xóa nếu mà chúng ta format thì chúng ta di chuyển lên enter để cho nó lên màu cam đây rồi chúng ta bấm enter đây là một quick format tức là format nhanh nếu các bạn muốn format full format tức là format đầy đủ thì các bạn di chuyển xuống cái mục switch full format đây để các bạn tiến hành format đầy đủ cái việc format đầy đủ đây thì nó sẽ thời gian nó sẽ dài hơn là cái quick format đây rồi khi các bạn đã quay được video và chụp được ảnh ra thì cái cách copy cái ảnh hay là video đã quay đấy vào máy tính như thế nào thì đây, mục số 1 đây là ở trên cái máy ảnh. Còn cái bảng bên tay phải đây là cái dây cáp USB-C. Thì để copy được thì chúng ta sẽ cắm cái đầu số 2 ở cái dây cáp đây vào cái chân cắm số 1 ở trên máy ảnh đây. Sau đó ta sẽ cắm cái đầu số 3 ở cái dây cáp này vào máy tính. Rồi sau khi đã kết nối máy ảnh với máy tính bằng cái cáp USB-C thì chúng ta sẽ mở xòe cái màn hình máy ảnh ra thì nó sẽ hiện ra cái mục như thế này. Ở đây như các bạn nhìn thấy đây là đây là mục livestream này. Ở dưới đây là mục điều khiển PAPC tức là điều khiển máy tính. Thì nó có, có hai mục như này là MSC và MTP thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ chọn vào mục MTP đây MSC và MTP đây thì là đều là phương pháp giao tiếp giao thức nó được sử dụng để chuyển các tập tin trong đó thì MSC nó là chức năng ra đời trước tức là cũ hơn cái MTP ở đây cho nên chúng ta sẽ chọn vào cái mục MTP đây sau khi chọn MTP thì màn hình của máy ảnh nó sẽ ra cái đây tức là kết nối USB theo phương thức là MTP đây. Thì khi này chúng ta truy cập vào ổ của ổ cứng của máy tính. Thì bên cạnh cái ổ C và ổ D thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của máy ảnh ZV1 nó hiện ra ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng máy ảnh đây. Nó sẽ ra cái thẻ nhớ đây rồi chúng ta sẽ truy cập thẻ nhớ và chúng ta sẽ copy cái ảnh hay video vào trong máy tính bình thường thôi video của mình đến đây là hết rồi nếu các bạn thấy video này hay hãy nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nhé bye bye